Đây, anh em đang mua về một cái máy là cái iPhone. Cái gì? Máy gì? Mariner AC40.000. Cái máy Mariner Rawa AC40.000. Cái máy này được quảng cáo là sẽ chạy được lên đến là 40.000 lít trên 1 giờ, tức là 40 khối trên 1 giờ. Cột nước của máy này là đến 9 mét. Nhưng mà cái tiêu hao điện của máy này chỉ có 350W. Đó. Thì bây giờ bạn mình mua cái máy này về thử để mà thay cho cái máy bơm thông thường. Cái loại máy thông thường thì đang chạy là cho cái hệ thống hồ này là cái máy một ngựa, tức là khoảng hơn 700W, tức là gấp đôi lần này, gần gấp đôi. Nhưng mà bạn mình muốn đem cái này về để thay cho nó, hy vọng nó còn mạnh hơn nữa, không biết sao đây. Cái này là cái máy đặc biệt là có tới 10 cấp nghe quý vị, tức là có 10 cấp để chúng ta điều chỉnh cái lưu lượng đó. Đây nè, đó, hệ thống điều chỉnh đây có 10 cấp đó. Chúng ta muốn xài ở cái lượng nước bao nhiêu thì chúng ta cứ điều chỉnh cái này, cái nút cộng trừ là cứ bấm tăng lên tăng xuống. Thì chút xíu nữa quý vị sẽ thấy chúng ta sẽ thử cái máy này thay cho cái máy cỏ lũ sĩ kia, cái máy một cấp. Cái máy này chúng tôi đang mua vào tháng 1 năm 2021, giá là 30 mấy, 3.030.000, 3.030.000. Bảo hành nhiêu, bao lâu? 5 năm. Bảo hành 1 năm thưa quý vị. Đây, bây giờ chúng ta sẽ rút cái máy mà một cấp này lên. Đây là máy một ngựa đang chạy cho hệ thống này. Bây giờ anh em sẽ thay nó bằng cái máy này để xem sao. Giờ là anh Thương cắt luôn rồi. Là sẵn sàng thử, mà nếu mà không được thì hơi bị cực đây. Chơi cái này là có lòng tin với cái máy này quá mức này. Giờ mình nói xương qua về để chúng ta so sánh cho nó dễ. Thì đây, cái máy chúng ta đang xem là cái máy này là theo cái thông số của máy thì là nó có cái lưu lượng nước là khoảng 14-15 khối đó, trong khi nó là một ngựa là 750W. Còn cái ông bạn này thì là quảng cáo là cho đến là 40 khối, tức là gần gấp 3 lần cái máy kia, nhưng mà hao khí điện chỉ có 350W đó. Như vậy thì là còn cột nước, cột áp, thì hai cái máy này về thông số kỹ thuật thì nó là tương tự nhau. Còn là anh bạn này là 9m nè, thông số kỹ thuật là 9m. Còn ông đó cột nước nhiêu? Cũng là 9m hả? Cũng là 9m. Như vậy thì hai cái thông số này nó chênh lệch nhau quá. Nhưng mà cái thực tế như thế nào thì mời quý vị chờ chúng tôi tí xíu nha. Mấy anh em đang gáp vô, phải chế vô, gắn cái ống này là phải chế lại một tí xíu. Đó. Giờ cho hạ cái máy mà 10 cấp của chúng ta xuống. Đây. Giờ thử phun không hả? Cái điện đây, cái điện vô. Cầm cho chắc nghe, nó văng một cái thì mạnh lắm à, cái máy 10 cấp à. Và có một tính năng đặc biệt là cái máy này khi mà không có nước thì nó sẽ tự động tắt, nó không bị cháy đó vậy. Đây là một tính năng ưu việt của cái máy đời mới. Rồi bây giờ bắt đầu thử ra, gắn vô. Gắn vô đây, chưa có chạy đâu. Làm sao? Cấp máy vậy? Cấp máy. Hả? Có 10 luôn hả? Một phải không? Rồi, cấp 1 đây. Lượng nước cũng nhiều. Hai, thấy hơi có tí xíu. Ba, bốn luôn đây.
bé ơi. Tiếp tục. 8. Bảo đa luôn. Đó, cấp 10. Lượng nước thì cũng dữ dội nè, để coi đẩy lên lên áp coi nó như thế nào. Rồi, tắt đi. Tạm ngưng luôn. Tạm step. Tạm ngưng. Tạm ngưng tức là dòng điện vẫn còn đó đó hả? Tạm ngưng cho cá ăn. Ừ, có chế độ tạm ngưng. Không cần phải rút chui ra. Cái này hơn cái máy nhà tôi, cái máy nhà tôi là 3 cấp à, 3 cấp mà muốn nó ngưng là phải rút chui thôi. Không có ốp được. Đó, bây giờ nó sẵn sàng. Khoan nha, xong chưa? Cố định ở đâu đó rồi phải không? Rồi, bây giờ bắt đầu mở máy. Đó, chúng ta thấy oxy lên. Cấp máy rồi, mở cấp máy vậy? Khanh? Cấp 10 hả? Thế là chúng ta thấy là có lẽ là nó không bằng cái máy kia rồi. Đây oxy lên đây nhưng mà oxy nó không có nhiều như là cái máy kia. 6 khanh, 6 khanh. Hả? Không bằng phải không? Đúng rồi. Ừ. Vậy là chỗ khanh nói rằng là thất vọng rồi. Nó không phải là như các thông số kỹ thuật như là quảng bá so với cái máy thông thường. Đó, thì cái này là chúng ta cũng hiểu một điều đơn giản thôi. Thật ra công nghệ thì có thể rất là tiến bộ khác nhau. Nhưng mà nếu mà nói về cái mức năng lượng ở một cái mức năng lượng như nhau, thì để có một công nghệ mà có thể là đưa cho cái năng suất mà nước cao hơn gấp 2, gấp 3 lần là cái này gần như không có thể quý vị. Trên thị trường hiện nay các cái hãng sản xuất motor bơm nước chìm thì nói chung là cái về cái kỹ thuật mà tối ưu quá thì cũng là tương đối gần nhau, chỉ khác nhau một chút về cái công nghệ là để chống lại cái ma sát thôi và độ bền thôi, chứ còn nói về cái có một cái công nghệ nào đó mà có thể nâng công suất lên 20% thì đó là một chuyện cũng cực kỳ là không thể có cái chuyện đó xảy ra. Chuyện đó cũng cực kỳ là lý tưởng. Và rõ ràng chúng ta thấy là ở đây thì cái máy 350W sẽ tất nhiên là sẽ không bằng cái máy một ngựa rồi. Dù quảng cáo rất là ngon lành, cột nước thì bằng nhau, còn cái lưu lượng thì gấp 3 người ta, nhưng mà thật ra khi đưa lên hệ thống chạy một cái thì thấy rõ ràng là nó khác. Không đúng rồi quý vị. Chào tạm biệt quý vị. Thì mai mốt là quý vị mua máy thì cũng phải căn cứ vào cái thông số cơ bản của cái ngành sản xuất bơm. Chứ còn những cái mà nói quá như thế này thì không đúng rồi. Có lẽ cái máy này chỉ bơm được ở dưới cái tầm là cột áp bằng không thì có thể đạt được 40 khối, với kiểu này là không thể đạt. Xin chào tạm biệt quý vị. Đây là một kinh nghiệm chia sẻ với quý vị. Xin chúc một buổi tối tốt đẹp.